Những điều phụ huynh cần biết khi các con thi tuyển sinh 10. 1. Hãy tạm giữ điện thoại nếu các con mê game. Nếu các con không mê game thì không cần giữ vì các con cần điện thoại để tìm hiểu thông tin trên mạng mà cảm thấy còn thiếu. Vì nếu các con còn cầm điện thoại thì có thể mải mê chơi game, thức khuya mất sức sẽ không còn tỉnh táo để làm bài thi. 2. Phụ huynh nhắc các con chuẩn bị tối hôm trước những thứ như bút viết, bút chì, thước, gom, thẻ dự thi, căn cước công dân. 3. Phụ huynh phải đặt báo thức sớm hơn mọi khi trước 30 phút, tránh trường hợp dậy sát giờ đi thi, vì dậy trễ sẽ làm ảnh hưởng tâm lý khi làm bài. 4. Phụ huynh phải cho các con ăn sáng ở nhà hoặc ở quán đều được. Thức ăn dễ tiêu hóa, món ăn thường xuyên ăn, nếu ăn món lạ có thể gây đau bụng ảnh hưởng tới tâm lý làm bài của các con. 5. Phụ huynh phải cho các con đi thi sớm hơn giờ quy định ít nhất 30 phút. Tránh trường hợp kẹt xe, xe hư hỏng làm ảnh hưởng tới tâm lý làm bài của các con. 6. Khi các con ra khỏi phòng thi phụ huynh không nên hỏi những câu như con có làm bài được không, đề thi có khó không, nếu các con làm được tự nhiên các con sẽ khoe, còn nếu như các con không làm bài được, tâm lý còn đang lo sợ cha mẹ chửi việc nên làm lúc này là không hỏi gì hết, chỉ cần lấy khăn mát lau mặt cho tỉnh táo, cho con uống nước mát để giải tỏa tâm lý căng thẳng, nói chuyện vui vẻ và đi ăn trưa. Đồ ăn bình thường như hàng ngày hay ăn để dễ tiêu hóa, nếu ngủ trưa được 30 phút là tốt nhất. 7. Tiếp tục làm như vậy cho ngày thi tiếp theo. Hãy đăng ký kênh của thầy để biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.